Chào mừng chào đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về một ít dòng sản phẩm của Akota anh em á. Dòng này đa phần là về điện. Akota thì nó chào mình lâu rồi, bởi vì cái này thương hiệu Akota với Tonsen đó anh em, cũng là bà con anh em nhau rồi à. Ha, mấy sếp cùng làm chung với nhau hết rồi, tách ra làm thôi. Lúc đầu mình cũng không có làm, nhưng mà mấy hôm nay như ế quá hay gì á. Ha, rồi thôi cũng hỗ trợ lên đơn nha, mình hỗ trợ lên đơn hàng cũng đâu đó mười mấy triệu. Thôi sẵn là về giới thiệu cho anh em mấy cái dòng Akota này thì mình trưng bày ở bên 850 Lạc Long Quân nha, bên 850 Lạc Long Quân cửa hàng Hoàng Phát nha, bởi vì nó cùng với cái bên Tonsen nó cung cấp anh em, nó cùng cũng không đúng, nó hai công ty mà hai công ty nó cũng có liên quan với nhau á, cổ phần thì nó này nọ với nhau, nên thôi mình để bên Tonsen luôn nha. Thì do vậy những anh em nào mua những sản phẩm này thì mình cứ chạy qua bên 850 Lạng Quân, phường 8 của mình, phố Như Minh, mua giùm mình nha. Bên 86 thì không có đây. 86 thực sự bây giờ nó đã full, nó kính mít, nó chặt nứt rồi mấy anh em ơi, nó không còn chỗ mà trống để làm được cái gì hết á. Nó chặt nứt rồi. Ha, hàng hóa bây giờ chặt nứt rồi. Rồi ok. Bật mí mấy anh em luôn là hôm nay nó về băng keo dán chống giọt rồi nha. Anh em nào mấy này hỏi quá trời luôn mà chưa có về, bên mình là về loại xịn không. Băng keo chống giọt nè, rồi kéo cắt nẹp điện anh em đó, nhất là nè, kéo cắt nẹp điện là bên mình có về rồi nè, mà kéo cắt nẹp điện này là có thay được lưỡi nha. Rồi cái sản phẩm thứ hai nữa là băng keo chống giọt, đây băng keo chống thấm siêu dính, cái dòng này là mình đặt riêng nó dày ha, để lát về mình sẽ có review cho anh em coi nha. Đó, hôm nay nó về luôn nè, hôm nay nó về luôn nè. Rồi sản phẩm thứ ba nữa là về gì, về đặc biệt luôn á, mình sản phẩm thứ ba là về đinh xéo ha. Đinh xéo này thị trường hiếm lắm, không ai về, hình như là có mình chỉ có một hai người đó về, ít lắm anh em, mà hiếm lắm. Bởi cái đinh này nó nhất là nó mắc tiền, bán không có lời, bán có lâu nữa, bán được một nhóm người mà anh em mà xài đồ nội địa nọ đó. Đinh xéo về luôn rồi nha, nó sẽ có ba cái size anh em, như coi anh em chờ chút xíu ha, mất tiêu rồi. Nó sẽ có ba cái size, ủa này mất tiêu ta, ở đây nè. Cái size là 38 nha, cái size là 38 là 32, 25, 32, 38, nó chỉ có 3 size đó thôi. Rồi ở trên sẽ về thêm một cây móc ron vào cái cây móc, hai cái dụng cụ dùng để móc ron nha. Đó là những dòng sản phẩm mà hôm nay về ha, hôm nay về. Rồi thôi mình đi vào sản phẩm mới đi nha, giới thiệu ok. Đầu tiên đi mấy anh em ơi, đầu tiên mình sẽ đi giới thiệu anh em, ở đây đốt lộn xạo, lộn xà ngầu hết nha. Đây là một cái đèn đổi đầu nha, 3W, pin nó là 1200mAh đó nha, 1200mAh, rồi 3W đèn đổi đầu, dùng cái sạc điện thoại, và nó có cục sạc, quên, nó dùng cái cục sạc riêng nha, nó có pin sẵn rồi, nó không có dùng sạc điện thoại chứ lộn nha, nó có cục sạc riêng nè, cái dắt sạc riêng nè mấy anh em nha. Mua về là mình cắm vô mình sạc thôi. Anh em chờ xíu. Ok, tiếp bên em ha. Rồi đây, cái đèn này ha. Đó, anh em nhớ cái cục sạc thì cắm sạc vô đầy thôi. Đó, thì cái đèn này nữa nó độ sáng của ở đây nó ghi là 3W rồi 3.7V. Anh em ha, 3.7V. Rồi 6500K bóng LED nha, bóng LED. Bóng đèn này thì mình cũng thể rọi xa được, anh em làm ở dưới quê mình có thể mình xài được, hoặc là anh em thành phố Hồ Chí Minh mình đi làm việc gì đó mình mua về mình cũng được, nó rẻ lắm anh em ơi, có 124.000 cái thôi nha, 124.000. Nó có cái dây đội đầu nữa đây nè, có dây đội đầu, có thẻ bảo hành nữa ha, dây đầu nằm ở đây, chúng ta đeo lên nó đội đầu ha, có 124.000 thôi nha. Đó. Rồi quá trời rẻ, này là dù gia đình chúng ta có một cái người ta mua về người ta móc cái trái cũng được nè mấy anh em, rọi vô móc cũng được nè ha. Rồi hoặc là chúng ta làm việc cái gì đó ha, và chúng ta cần rọi kiếm gì đó thì dùng cái này nha, cực kỳ rẻ luôn ha, có 124.000 cái thôi. Hàng của Akota thì nó ghi là hàng sản xuất ở Trung Quốc nha, mà chất lượng thì ghi Nhật Bản thì đó không biết, nó cũng có thẻ bảo hành nè ha. Rồi ok, giá 124k cho cái đèn đổi đầu này nha. Đó, đèn đổi đầu Akota bật lên thôi, nó chỉ có một cái led như này thôi nha anh em, nó đơn giản vậy thôi nha, 124.000 cho cái bóng đèn này, đèn đổi đầu nha. Đó, anh em nào mà làm việc cũng xài, rồi gia đình cũng xài, nói chung mình cũng cần hết. Đôi khi nó cái đèn này nó sạc pin nữa, nó lợi mấy anh em ơi. Chứ có những cái dòng mà anh em biết mua pin gắn vô á, rồi có mỗi lần xài đi mua hoặc tới chừng cần thì nó lại đi mua nó phiền lắm.
thôi gì xài cái pin sạc đi nha, xài cái dòng dòng sạc. Rồi ok, 124.000 cho cái đèn đổi đầu nha, 124k. Sản phẩm kế tiếp nữa mình về đèn đi mấy anh em ơi. Đây là một cái đèn đèn led ha, đèn đèn chiếu chiếu xa nè, đèn đèn cầm tay mấy anh em, cũng tích hợp pin sẵn luôn rồi, không xài pin nữa, giá có 163.000 thôi. Cái dòng này cũng dùng sạc luôn nha, cái dòng này pin thì nó mạnh hơn 2400 mAh nhá. Rồi thời gian sạc 10 giờ đồng hồ nha, có thời gian sạc nào mấy anh em. Nói chung thì mấy con này thì tích hợp pin sẵn đây hết rồi, anh em cứ việc cắm mà xài thôi. 163.000 nha. Một cái cục sạc đây anh em ơi. Ô cái này nó là dùng sạc USB nè. Cục sạc này anh em có thể là dùng sạc điện thoại anh em sạc vẫn được nha. Đó, cục sạc này ra đa phần cái này là 5V 1.1A ha, 1A. Đó, ra 5V 1A nha, cổng sạc USB nè. Rồi, cái này thì nó cũng đơn giản ha, anh em cầm xa và anh em chiếu xa vậy thôi. Đó, hai nữa nó có đèn đuôi. Đèn sao nè, đèn này thì anh em có thể làm gì ta? Nó chiếu sáng thì cũng không có sáng đâu, mà buổi tối thì chú thấy mờ mờ được ha. Đó, có thể làm cái đèn ngủ được mấy anh em ơi. Tối dù chúng ta đi cắm trại đi này đi nọ đó, ok bật lên làm cái đèn ngủ được ha. Còn không thì chúng ta sẽ chiếu xa nha. Cái sạc USB này thì nó tiện ích cực kỳ luôn mấy anh em. Anh em có thể sạc trên ô tô được nè ha, sạc trên ô tô được, lấy ô tô với cục sạc điện thoại chúng ta cắm vô đây chúng ta sạc được nè nha. Nó sạc USB nè. Đó. Ok ha. Rồi sạc trên ô tô chúng ta cũng được, đi cắm trại có sạc dự phòng vô quốc cũng được luôn mấy anh em. Sạc ô tô, sạc dự phòng là sạc được hết luôn nha. Nói chung những cái sạc USB thì nó được thoải mái là ở chỗ đó. Ok ha. Rồi, còn cái đèn này thì nó là ở gia đình. Nha, gia đình thì nó dùng điện 220. Đó. Rồi ok ha, với giá tiền chỉ có 163.000 thôi mấy anh em ơi. Chức năng thì chiếu sáng nè ha, và cái hai cái vậy thôi nha. Đó, một cái này sáng, nó không có chức năng mờ ha, rồi sáng cái đuôi. Ok. Đó. Pin nó nằm trong đây mấy anh em, dài dài thì cầm cũng dễ ha. Dài dài cầm dễ. À, cái này mua thì chúng ta đi cắm trại đi phượt đi nọ, bỏ xe ô tô một cái cũng ngon, nay mai có sửa gì đó thì cũng ta cũng có cái mà ta lấy ra ta sửa được ha. 163.000 cho cái đèn pin này nha, 163.000. Cục sạc này thì mình nghĩ chắc anh em lấy sạc điện thoại nhà sạc cũng được, không cần cục sạc này cũng được. À, nó cũng là 5V hết à, nhiều lúc sạc điện thoại ngoài chúng ta đó nó còn cao hơn nữa ha. À, nó cao hơn nữa nên chúng ta sạc cái này là cũng ok rồi, không cần sạc điện thoại cũng được rồi, không cần sạc cục sạc này. 163.000 nha. Rồi kế tiếp về đèn nữa thì mình có cái đèn xách tay. Đèn xách tay này là 240.000 mấy anh em ơi, là 4080 mAh ha. Đó, cái dòng này là dòng 8W nha, nó là một cái đèn xách tay nha. Thì ứng dụng thì cũng xài gia đình, cái dòng xách tay này thì dùng cái cục sạc riêng nha. Đó, dùng cục sạc riêng, một cái đầu dắt là nhiều rồi dắt nhỏ nè, anh em thấy không? Đó, hai cái thì có công năng khác nhau, này là xài gia đình ha. Mình xin xài cái dắt đó, cục sạc nằm ở đây. Thì nó sẽ có chức năng là bật cái hiện đèn bên hông nó sáng nha, giống cái đèn ngủ vậy đó, bật cái nó đèn trên nó sáng nha. Đèn này anh em chiếu cũng xa này nọ ha, cũng đâu đó cũng vài chục mét thôi chứ nên không có ít đâu nha. Đó, rồi tắt ha, bấm cái đèn này, bấm cái đèn trên ha, bấm cái đèn trên, bấm cái nữa là tắt nha. Rồi đèn này thì giá là 240.000. Nó mắc thì nó thiết kế nó to hơn nè, rồi dung lượng pin nó lớn hơn mấy anh em ha. Đó, dung lượng pin nó lớn hơn, là dạng sành cầm tay, thiết kế gia đình nha, để gia đình này nọ được. Rồi mình sẽ qua cái đèn này nha. Kế tiếp qua cái dòng khác đi anh em ơi. Đây là cái dòng máy bơm. Đây là cái dòng máy bơm chìm nha, bơm chìm dùng điện 220. Lưu lượng của nó là 1000 lít giờ. Cái motor đó nè, di động 100% nè, copper wire. À đó, motor di động 100% ha. Rồi cái dòng này nó 25W, giá có 123.000 thôi. Ứng dụng mà dùng để bơm nước trong hồ cá đồ đó mấy anh em. Hoặc là bơm gì á, trong hồ cá này nọ đó, có một cái bơm nhỏ nhỏ tiện dụng cực kỳ luôn nha. Này thì nó câu điện 220 nha, 220 dây nè. Nó không có dắt cắm nha, anh em về tự câu nha. Đó, Akuta. Rồi. Những cái bơm chìm như thế này thì nó sẽ dùng là dùng từ bên trong nó bền lắm mấy anh em ơi. Nó đổ đút keo hết rồi ha, thả này xuống đây nè, bơm mà thổi lên, dùng cái đầu này gắn vô ha, gắn vô chúng ta gắn cái ống vô nó truyền lên thôi. Ok ha. Thì theo thông số ở đây thì cái này anh em thì nó sẽ đặt được cái độ sâu nó mất tiêu rồi, nó có thông số kỹ thuật hết nha. Tại vì nhiều mấy cái đèn này là có thông số kỹ thuật riêng của nó hết, cái máy bơm á mấy anh em.
Em chờ xíu mình coi cái máy bơm mình đọc cho. Rồi, cái máy này là 25W, giá là 123.000. Thì với thông số kỹ thuật của nó là nó đặt được độ sâu dưới mực nước là 1,8 nha. Rồi nó chỉ có chức năng thôi. Ví dụ anh em đặt dưới bể sâu tối đa luôn là 1,8 mét. À, lưu lượng là 1.000 lít giờ. Rồi hết rồi. Giá con 123.000 thôi. À, mịn màng luôn mấy anh em ơi. Rồi, anh em nào có nhu cầu về cái này thì mình liên hệ ha. Ra thì nó cũng rẻ lắm mấy nè. À, khi mà mình mua đồ mình về mình làm à, giá rẻ 123.000. Chứ giờ không có mấy chục luôn nha. Nên chờ xíu coi mình có bỏ quên cái thẻ không. À, quên cái thẻ bảo hành. À, cái đó là bảo hành bao lâu hay nó có thông số nè. Ủa thông số này không ghi bảo hành bao lâu ta. À, mới ghi ngày giờ thôi nha. Bảo hành thì của hãng nó tự tự ấy rồi. Rồi mình sẽ qua cái bơm lớn hơn mấy anh em ơi. Mất thời gian này quá ha. Rồi đây là cái bơm lớn lớn hơn nè, 35W, giá là 188.000. Cái này lưu lượng là 2.000 lít giờ nha, 2.000 lít giờ. Rồi motor cũng dao động 100% luôn. À, bảo hành 1 năm nè. À, one year warranty. Cái này thì chắc có nước ngoài bảo hành, Việt Nam mình thì để coi lại nha. Ừ, có thể là nó ít hơn đó. Rồi, giá 35W ha, 188k, nó to hơn cái hồi nãy thôi. Thiết kế cũng là đây. Nó trang bị là tới hai cái đầu luôn ha, một cái đầu đầu nhỏ nè, anh em xài cái chuẩn nhỏ nè, một cái đầu chuẩn dây lớn nè. Đó, nó sẽ có hai chuẩn đầu dây ha, thì anh em xài nào mình dặn vô cái đó thôi. Mấy cái này nó không có dắt điện nha, anh em tự câu dắt đầu vô ha. Nó thiết kế nè, câu dắt đầu vô nha, tự câu vô luôn, chứ nó không có thiết kế là cái dắt riêng để mình cắm điện ha. Thì cái đó nó thiết kế có thể mình câu vô ổ điện hoặc là mình câu gì đó anh cầm phích cắm tùy anh em thôi nha. Thì cái đó là do mình tự mình câu nha. Rồi về thông số của cái đèn này nó được đặt sâu tối đa luôn là được bao nhiêu đây? Cái này nó đặt sâu tối đa luôn là 2,2 mét nha các mấy anh em. Thôi đặt sâu ở dưới 2,2 mét dưới mặt nước. Ok ha. Rồi mình qua. Bây giờ mình qua đèn đi ha. Rồi, đèn dài thì chắc làm sao xem là đèn nhỏ trước nha. Rồi đây là một cái đèn à, đây là một cái đèn đèn này là đèn đèn ta gọi đèn gì ta, đèn led nhưng mà cái dạng cái bóng nó kim cương. À đúng rồi kim cương nha. Rồi led kim cương mấy anh em ơi, led kim cương, bóng đèn led kim cương. À, kim cương thực sự là cái đế này nó làm kim cương để nó cái độ sáng nó tăng lên thôi mấy anh em ơi nha. Rồi tiết kiệm điện tới 80% nha. Rồi 6.500k nha, cái này là 20W. Rồi bóng led kim cương 20W này mấy anh em, nhỏ nhỏ nè. À, thử coi nó sáng cỡ nào nha. Đây. Chuẩn xuôi phổ thông anh em ha. Đó, ù nó sáng vậy ta. Ôi. Anh em thấy cái led kim cương không? Đây nè, đó. Anh em ha, nó cũng sáng ghê chứ ta ha. Đó, rồi. Bóng này là 20W, giá cực kỳ mềm luôn, chỉ có 53.000 thôi mấy anh em ơi. 53.000 nha. Đó, 53.000 thôi nha. Rồi. Thì để mình coi cái này nó bảo hành bao lâu. Trên vỏ ghi bảo hành 2 năm á mấy anh. À, tiết kiệm năng lượng chui. Này nó không có nó bảo hành bao lâu ta. Đó mình trả lời sau đi nha. Nói chung là khi mà ấy thì ghi đến ngày mua vô thôi. Chứ đây chưa có. Rồi lớn hơn chút xíu nữa, nó là 30W. 30W giá là 81.000 nha mấy anh em ơi. 30W giá là 81.000, tiết kiệm cũng 80% nha. Rồi, chân chui là E27 phổ thông ha. Đó, mấy này thì tháo ra nè, ráp vô. Đó, đây. Ồ đó, nó sáng. Ôi, sáng ghê chưa? Đó. Rồi ha. Rồi. 81.000 cho 30W nha. 81k cho 30W. Lớn hơn xíu nữa là 40W, giá là 104.000. 40W 104.000 mấy anh em ơi. Đó, càng lên thì nó càng sáng mấy anh em ha.
chói con mắt lắm. Mà này anh em phải thiết kế này này, rất là chói luôn nè. À, thiết kế nó phải treo xa xa lên ha, để cái ánh sáng nó được chiếu xuống, chứ mình không có để gần gần chịu không có nổi đâu, nó chói mắt dữ lắm. Rồi 135.000 cho cái 50W, cái dòng này lên tới 50W là nó hết rồi mấy anh em, 50W là nó hết rồi nha. 135.000 cho cái 50W. À, cái dòng mà cái đế cái mặt này kim cương nó mắc tiền hơn cái dòng thường nha, nó có dòng thường bên kia nữa kìa. À, chút xíu mình giới thiệu đó, nó sáng rực luôn. Anh em thấy không, có cái là khi mà kim cương thì khi mà nó chiếu anh em thấy nó có những cái họ hạt hạt đây ha, nhưng mà đi cao lên thì nó sẽ không thấy nha đó anh em. À, rồi giá là 50W là 135.000. Rồi mình sẽ qua ba cái dòng bóng không phải kim cương này, nó gọi là bóng cũng là bóng theo tên gọi nó là cái gì đây. Rồi bóng đèn led bình thường thôi mấy anh em ha. À, bóng đèn led bình thường thôi. Thì về thông số kỹ thuật của mấy cái con này thì đây nè, mấy cái con này. Cái con này thì nó ghi nó thông số nó hơi nhiều hơn xíu nè, đọc nè. Nha, cái con này thì giá chỉ có 61.000 thôi cho 30W nha em. Các anh em ơi. Về công suất 30W chứ đuôi M7 điện áp là 180 đến 240, giải sáng từ 3.000K đến 6.500K. Độ sáng là 100 lumen. Nha, độ sáng là 100 lumen anh em, độ quang thông là 3.000 lumen á. Rồi thời gian hoạt động là trên 35 giờ. Nha, nói chung là nó ghi là trên 35.000 giờ chứ lộn. Nó lộn. Trên 35.000 giờ anh em á. Giá có 61.000 thôi. Nha, rồi tiết kiệm điện lên tới 80%. Ok ha. Đó. Nó ghi thông số rõ vậy mình mới đọc được, chứ mình lần đầu bán mấy cái kỹ này mình đâu có nha. Cái dòng này thì nó sẽ thiết kế một cái chụp màu đục đục như nè. Đó. Rồi 61.000 cho cái 30W này, anh em coi nó sáng thế nào nha. Đó, ok. Đó, thấy không? Cái này thì chúng ta làm cũng sáng rồi đó nha. Tùy theo cái không gian chúng ta ha. À, chúng ta thích mà 30W tất nhiên tiết kiệm pin hơn rồi, điện hơn rồi. 40W anh em. 96.000 cho bóng 40W. Này 40W không có to đùng như này nè. Thấy không? 40W đây. Đó. Nè, sáng ghê không? Đây. À. 40W. Rồi, 96.000 cho 40W nha. Và 120.000 cho 50W kế tiếp. Đây nè, 120.000 nha. Cho cái 50W. Ôi, nó sáng ghê thiệt. Chói mắt. Đây nè, 50W là bóng to đùng luôn rồi. Anh em xài cái này được rồi, xài mà nhiều quá tốn điện thêm chứ không gì. Nha, anh em mua mà bóng ngoài trường nó có những cái loại mà 100W này nọ nó lên nó tốn điện lắm mấy anh em. Nha. Đây nè, 50W đây ha. Đó. Thì những cái mức độ này thì cũng độ sáng là 6.500K thôi. Đó, 50W ha, 120.000 cho 50W. Rồi anh em chờ xíu. Mình gọi điện mình hỏi coi cái này bảo hành bao lâu. Rồi, bây giờ mình sẽ cập nhật cái bảo hành cho mấy anh em ha. Trước tiên về những cái bóng led đó anh em. Những bóng led này nè thì nó sẽ được bảo hành 2 năm. Đổi mới nha. Anh em lưu ý. Bóng led thôi nha, bảo hành 2 năm đổi mới, bóng led này hoặc bóng led này nè. Bảo hành 2 năm đổi mới. Còn mấy cái đèn pin á. Mấy đèn pin nó mất tiêu rồi. Đây. Những ba cái dòng đèn pin đó anh em, mấy cái đèn pin á. Đèn pin này nè là bảo hành chỉ 1 năm thôi mà là sửa chữa. À, anh em nghe rõ mình nha. Bảo hành là 1 năm, sửa chữa không có đổi. Ok. Rồi, còn về bơm nước nữa nè. Bảo hành 6 tháng, sửa chữa nha. Đó đây nè, mới hỏi nhắn tin qua hết đây nè anh em ơi, đó. Bảo hành 6 tháng sửa chữa ha. Rồi đó, để anh em nắm. Thì mỗi cái bóng đèn á là nó có một cái tem nằm ở đây. Thì khi mua là sẽ đánh dấu vào cái ngày. Nè, ví dụ ở đây nè. Đánh dấu cái ví dụ này 2023, anh em mua vào cái tháng ví dụ này tháng 8 đúng không? Đánh dấu cái tháng 8 vô. À đó. Ok ha. Thì đánh dấu vô cái ngày mua thôi nha. Cái ngày mua thôi. Còn khi mà bảo hành thì ở đây nó có cái lịch hết rồi. Nha. Rồi ok. Mình sẽ qua cái
Ví dụ bó hành này nha, mình sẽ đi vào những cái bóng dài này. Bóng dài này là dài 1m2 mấy anh em nha, rẻ nhất luôn là cái cây này. Bóng led này hình bán nguyệt nè, hình bán nguyệt nè, nó bầu nè. Giá chỉ có 87.000 thôi. 87.000 một cái bóng thôi mấy anh em ơi. Nha. 87.000 một cái bóng. Đó, bóng led và cái chiều dài nè, và thon lòn luôn. 1m2. Ứng dụng cái này thì anh em cứ bắt hai cái bát này nè. Hai cái bát này chúng ta bắt khoan vô tường nha, rồi chúng ta sẽ ịn cái miếng này vô là xong thôi. Nha, ịn cái bóng led này vô là xong. Đó, bóng led này nó thiết kế thì nó cũng vậy thôi mấy anh em ơi ha. Rẻ mà, có 87.000 kìa. Quá trời rẻ luôn. 87.000 thôi. Ok, bây giờ sẽ thử cho anh em cái độ sáng của nó nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái sợi dây nè, nó sợi dây ngắn như thế này thôi. Anh em mà muốn xài thì mình đây. Đấy. Nha, rồi. Rồi anh em coi nha. Đó. Nha, nó sáng vậy nè. Đó, nó thiết kế những cái mặt này nó cũng là dạng như kim cương vậy mấy anh em ha. Đây nè. Đó. Ok nha. Nhớ về lọt này ra, nó có một cái miếng trong đây nè. Lọt ra. Rồi, cái bóng này cái công suất của con này là 50W, nó ghi là 36W thôi. 36W đâu rồi. Rồi, chiếu sáng này công suất là 36W nha các anh em. Nha, 36W. Nha, giá có 87.000 thôi. Nha, 87.000 thôi cho cái 36W này. Nha, bảo hành 2 năm. Một đổi một. Đổi mới anh em ha. Rồi, cái bóng thứ hai. Đây là cái bóng này giá là một giá 96.000. 96.000 thiết kế là hình vuông. Đó, nó hơi vuông vuông nè mấy anh em thấy không? Cũng mét 2 luôn và nó gài cái phe nằm bên ngoài. Nha, cái phe này anh em chùm cái là nó chùm bên ngoài luôn, còn cái phe kia chùm bên trong. Nha. Và 1m2. Cái công suất này là 70W. Và 70 ghi 70 trên 50 thì nó ghi ở đây là 50W, chứ lộn anh em ha. Này 50W nha. Đó, 50W nè chứ không phải 70W. Thì nó ghi cái mình đặt theo số nhỏ nè. 70 trên là 50W rồi nha. 50W thôi. Thì cái 50W này giá là 96.000. Nha, thiết kế những cái bóng mà nó cũng dạng cương vậy mấy anh. Rồi. Cắm điện thử ha. Wow, sáng hơn ha. Đó, hồi nó cũng sáng lắm rồi nha. Bây giờ xài bóng led hết rồi, anh em xài vuông vuông nó đẹp. Còn mấy tròn tròn như ngày xưa giờ nó cũng tới tuổi rồi mấy anh em ơi. À, nhiều cái bóng điện á anh em, bóng điện tròn tròn bây giờ á, mà dụng chuột á, sau này là lỗi thời, đâu ai xài chuột nữa, qua bóng led hết rồi. Rồi kế tiếp cái bóng này giá là 123.000. 123.000 thì nó có công suất bao nhiêu đây? Cái này là 70W nha. Đây, 70W, 123.000 thôi. Rồi, 123k. Rồi anh em coi cái độ sáng nè. Nói chung thì cái độ watt càng cao thì nó sẽ sáng càng mạnh lên ha. Nhưng mà nhiều lúc sáng chói quá thì cũng không có tốt mấy anh em, sáng vừa đủ thôi. Nha. Đó. Sáng mạnh hơn ha. Đó, anh em thấy cái 70W là nó sáng muốn dữ rồi. Ok nha, 123.000. Cái hai hết. Rồi, kế tiếp cái giải này đi nè. Cái này nó mới đẹp nè mấy anh ơi. Này là 219.000 nha. Cái dòng trong đây anh em thấy nó tới 3 giải led, là 1 giải, 2 giải, 3 giải nè. Cái bảng này bảng lớn ha. Bảng lớn. Hai cái bảng này là bảng nhỏ nè. Nha. Cái bảng bên đây nó là cái bảng phổ thông, nó nhỏ nè, bề ngang anh em đo cái mặt ở trên nó tầm có 55 thôi. Nha. Còn bảng lớn này anh em đo cái mặt ở trên này nó lên tới 90 lượng anh em ha. Đây nè, lên tới 90 lượng. Còn nếu mà đo ở cái đế dưới nó lên tới gần tất luôn ha. Đó. Thì đây nó tới 3 giải led, còn mấy cái này là nó chỉ có 2 giải thôi, 1 giải, 2 giải led nha. Riêng cái này là 3 giải led, giá là 219.000. Cái công suất của thằng này nó lên tới là 100W nha mấy anh nha. 100W ha. Đây. Nha, 100W nha. Ồ, này nó sáng dữ lắm rồi nha. Đi thử coi. Cái này mà treo luôn phát là sáng, anh em nào cần độ sáng mạnh thì quất con này. Nha, còn yếu yếu thì quất con kia, nó mắc gấp đôi luôn mà. Nha, nó mắc gấp đôi luôn mà. Cái con kia nó có mấy chục. Rồi, nó có cái dây mà dây mát đó nè, dây te nè mấy anh. À, đó, rồi. Ok ha. Rồi, thử nha.
Rồi, 3 giờ lét ha. Ok, sáng rực luôn mấy anh nha. Rồi, 219 ngàn cho cái bóng này. 219 ngàn. Đó. Rồi, hết rồi nha. Anh em đang có nhu cầu về dòng sản phẩm nào, những cái bóng led này, thì ghé bên cửa hàng 850 Lạc Long Quân, phường 8, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mua về chúng ta xài. Những cái này thì ship nó cực lắm mấy anh. Mấy này ship nó cực, anh em mua cho nhỏ thì còn ship được. Ship cái này nó phí nó cao lắm nha. Nếu mà mình tư vấn nha, nếu những anh em nào muốn mua mà loại dài như thế này nè, mà ghé cửa hàng mua thì nó dễ hơn nha. Mình thấy thấy này nó không có không thẳng nha các anh em. Ngọn ta nó hơi hơi cong cong nha. Đó, đó 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 đây nè, đó đây nè nha, mình nói trước luôn này nè, đó nó không có thẳng nha, chắc có lẽ là đó, nó hơi cong cong, anh em mày không sao. Cái này mình bắt mình hai cái bát này mình gài vô, tại nó bằng nhựa mà nó bình thường nha. Mình nói trước luôn nha, nó hơi cong cong xíu. Cái này cũng vậy, cái nào cũng vậy, nó hơi cong cong hết chứ nó không có thẳng như thước thủy đâu nha. Anh em mua cái đèn led này mà kêu nó thẳng như thước thủy là nó không có đâu. Cái này bằng nhựa mà, nhựa nó mềm lắm, nó ốp mặt ở trên này, mặt nhựa nè đó, ốp trên mặt nhựa nè. Mấy anh em cân nhắc nha, mua mấy cái đèn này mà ở tỉnh xa nó mua về chi phí ship nhiều lúc nó khá là cao, nên mình cân nhắc để mất công mình mua ở đây nó sẽ mắc hơn là anh em mua gần nhà đó. Anh em cứ so sánh ha, mua bóng đèn tròn hay gì đó, anh em nhỏ nhỏ thì tiền ship nó rẻ, cái dài dài này ship nó mắc nha. Mình nói trước tại dài tới 1,2 m nữa, rồi mặc dù nó nhỏ, nó bị cao và rộng nó nhỏ thiệt, nhưng mà chi phí dài ship nó cao hơn nha. Rồi, ok, anh em nhu cầu mua sản phẩm nào thì liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha. Cảm ơn em á, xin chào, hẹn gặp lại.